Rồi, hello. Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái tiện ích để chúng ta, anh em có thể fetch được IP cũng như vượt tầng lửa để thay đổi địa chỉ IP trên trình duyệt. Để có thể mình mà hoàn toàn miễn phí luôn. Đấy, không phải trả phí. Thì thường thường thì những cái app trên điện thoại thì mình rất hay phải là trả phí, ví dụ như Win này, rồi là các cái đây mình có tải này là NordVPN này, Securenet này, HMA này, Thunderbird này sẽ trả phí. Thì bây giờ mình trước đi mình bây giờ mình anh em sẽ vào trình duyệt nhá. Mình sẽ fetch, mình phải kiểm tra cái địa chỉ IP, địa chỉ IP xem là nó đang ở như quốc gia nào. Rồi anh em có thể kiểm tra đây, anh em vào cái quad my IP nhá. Đó, anh em chờ chút xíu thì nó sẽ kiểm tra. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí luôn, tức là muốn fetch được IP á thì anh em chỉ cần đi xem một cái quảng cáo đây là có thể fetch được IP. Này đây, mạng nó hơi yếu. Rồi, anh em chờ xíu, nó đang tranh này. Đây nhá, thì đây là đang ở biên hòa Đồng Nai nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ fetch IP. Rồi thì anh em sẽ vào App Store, mình tải cái ứng dụng này về, Master VPN này, để hoàn toàn miễn phí luôn. Đây, mình đã tải về rồi thì mình sẽ kết nối. Mà wifi nó yếu quá, nhấn một lần để kết nối này. Bây giờ mình sẽ ở đây, nó mình chọn vùng này, anh em bấm vào đây, mình bấm vô. Đấy, nó sẽ có các cái vị trí này, ví dụ vị trí tối ưu, tức là nó sẽ tự động nó chọn một vị trí có tốc độ kết nối cao nhất để cho anh em sử dụng, tức là tốc độ tốt nhất. Còn nếu không thì anh em có thể vào các cái vùng lựa chọn này. Đây, nó có cái ping này, ping nào thấp thấp thôi thì nó sẽ kết nối cực kỳ tốt luôn. Đây, ví dụ như Hồng Kông này, Singapore này, rồi mình sẽ tối ưu nhất nhá. Rồi tối ưu nhất thì mình sẽ bấm vào gầu đây, kết nối gầu đấy. Đấy thì như vậy là nó sẽ hiển thị lên cái quảng cáo này. Thì đấy, mỗi lần mình kết nối sẽ hiển thị quảng cáo để anh em có thể sử dụng được miễn phí, tại vì cái quảng cáo này để trả phí cho cái người sản xuất ra cái app này thôi. Đấy, thì anh em bấm chữ đóng lại nhá, đơn giản vậy thôi. Đó, nó đang kết nối này. Đó, ứng dụng rất là hay luôn, cực kỳ hữu ích, và mình hay nữa là nó miễn phí, nó không phải mất phí. Anh em chỉ cần xem quảng cáo thôi. Đây là có cái quảng cáo này, nó chạy trên màn hình này, thì cứ để vậy thôi. Đấy, đó. Chỉ còn sử dụng các cái ứng dụng khác thì nó băng thông nó thấp lắm, mà nó phải bắt một phí nữa thì mới kết nối tốt được. Đấy, anh em thấy không? Ở trên đây là vuốt xuống nó thấy có chữ VPN này, tức là mình đã kết nối tới một cái server khác. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái công công nha anh em, bấm trình duyệt. Rồi, bây giờ là đang ở biên hòa Đồng Nai hồi nãy này. Bây giờ mình sẽ lót lại nha. Lót lại nhé. Rồi, thì lót lại này, anh em chờ chút xíu này, nó sẽ lót lại này. Mạng ở đây wifi nó hơi yếu. Yếu xíu, nhìn cái chút xíu nhé. Nó đang kết nối đến vùng Singapore này. Đấy, có địa chỉ IP 4 này này, 13.29.154.5 này. Đó, bây giờ mình cái kéo xuống này thấy không? Là IPS này, Amazon Data Singapore, đấy, City Singapore, vùng Singapore luôn. Đó, như vậy là mình có thể truy cập mà và một cái địa chỉ IP khác, server khác, hoàn toàn miễn phí luôn. Đó, là hai lọt. Nên bây giờ mình xem, mình vào YouTube mình xem thì những cái quảng cáo nó sẽ chuyển sang Singapore chứ nó không ở bên Việt Nam nữa. Đó, nó sẽ đang ở bên Singapore. Rồi, đó là một cái
ứng dụng cực kỳ là hay và miễn phí, chia sẻ với anh em luôn. Cảm ơn anh em đã xem video này.